20 công ruộng đó. Dạ. Mỗi một vụ vậy anh thu hoạch lãi được bao nhiêu? Có nghĩa ra là cái đó là em anh đó là trồng bắp không à, làm rẫy không chứ không có làm ruộng. Làm rẫy hả? Dạ, bắp không, 30 công. À, trồng ngô ha. Dạ dạ đúng rồi, trồng bắp. Như vậy là 30 công đó là thu hoạch rồi mình bỏ tiền chi phí rồi đó. Ừ. Là còn được khoảng chừng 100-120 được. Ừ. Tối có ngủ được không? Ngủ không được. Ngủ không được luôn hả? Ừ. Nằm mơ thấy cô Tuyết hoài à. Sao kỳ vậy? Ừ. Bởi vì coi trong trong mạng đó thì thấy cổ vui vẻ rồi cứ nói chuyện rồi... Tối ngủ cũng nằm mơ luôn. Nằm mơ thấy hoài. Chập chờn ngủ được. Ừ. Sáng dậy TikTok đi liền luôn. Đi liền luôn. Trời ơi, rồi giờ có buồn ngủ không? Không. Không luôn. Ừ. Nôn nao tới mức độ đó luôn hả? Dạ đúng. Trời ơi. Thấy thương ghê không? Ừ. Vì một hình bóng đâu đâu mà tự nhiên mất ngủ hả? Xe mà để bắp bánh mì. Ừ. Nhưng mà cái bánh mì đó nó không có lợi nhuận bao nhiêu. Về bán bắp mới ngon. Về bán bắp ngậu chỗ lên thu tiền. Cầm cái sổ ghi ghi là lấy tiền. Tiền. Ừ. Đó. Điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đó là coi là như vậy là cái nồi củ tiếu thôi. Ừ. Bị cổ biết nấu à. Ừ. Cái nồi củ tiếu. Cái nồi củ tiếu thôi coi là coi vậy là lấy phải là 700-800 ngàn cho đến triệu. Lời đầu tiên Mảnh Ghép Yêu Thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ Mảnh Ghép Yêu Thương chào anh. Dạ. Rồi anh có thể chào quý vị khán giả ha. Dạ. Tôi xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, toàn thể bà con. Cái là quý báu trân trọng quý nhất. Rồi anh tự giới thiệu tên cũng như tuổi của mình luôn ha. Dạ dạ. Tôi tên là Phạm Văn Lâm, sinh năm 1964. Phạm Văn Lâm. Dạ. Sinh năm 1964. Dạ. 59 tuổi. Dạ đúng. Năm nay 60. Dạ tuổi ngoài 60. À. Rồi anh Lâm đến từ đâu? Từ Khánh An, An Phú, An Giang. À, từ Khánh An, An Giang. Dạ. Rồi hiện nay ở dưới Khánh An, An Giang anh Lâm làm công việc gì? Làm ruộng, làm rẫy. À làm rẫy ha. Dạ. Ruộng nhà luôn anh? Ruộng nhà. Nhiều không? Có 30 công à. Có 30 công à hả? Dạ. Cũng còn ít quá ha. Rồi để tiếp tục cuộc trò chuyện thì anh Lâm nè, anh có đồng ý để Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của mình đăng lên mạng xã hội không anh? Dạ đồng ý. Mọi thắc mắc khiếu nại của gia đình, con cái cũng như bản thân anh. Dạ. Sau này yêu cầu Mảnh Ghép Yêu Thương tháo gỡ video này xuống là không được. Dạ, đồng ý. Anh Lâm nè, anh đừng có dạ ha. Nói chuyện coi như anh em mình, em Út, anh nói chuyện với em Út đừng có dạ. Dạ, dạ. Rồi, tụi rồi, em rồi, tổng rồi. Thọ. Rồi, rồi. Anh Lâm, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Dạ, đồng ý. Rồi hiện tại tình trạng hôn nhân của anh Lâm ra sao anh Lâm? Thì hai vợ chồng cứ hồi năm 1993 cho đến vợ chồng cũng gắn bó yêu thương với nhau. Mà vợ phát bệnh đau là bệnh nền á. Ừ. Rồi đau mắt là coi như vậy là 2021. Ừ. Và vợ anh mất? Thì bệnh. Bệnh mất. Dạ. Được mấy người con anh? Hai người. Giờ chắc lớn hết ha. À, có vợ thằng ở Bạc Liêu, còn thằng nó ở sống với anh. À, có nghĩa là hai người con trai. Dạ đúng rồi. Giờ anh đang ở với con trai Út. Dạ đúng rồi. Rồi thí dụ như có một người phụ nữ nữa về ở chung nhà với anh có ổn không? Ổn. Con anh có nói gì không? Không, bảo đảm. Rồi người con của anh, người con Út của anh có gia đình chưa? Chưa. Nhưng mà trước giờ ra đi thì cũng có hỏi bàn với con. Ừ. Thì con nói trả quyền tự do cho cha. Ừ. Bởi vì cái đó là cái sự là chăm sóc cha nhiều hơn con. Đúng rồi. Ừ. Con cái không, con cái đã trưởng thành, không lực pháp là cũng có cái lực không được quyền can thiệp vào cha mẹ. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Mà cha mẹ cũng không có được quyền can thiệp vào đời sống của con. Đúng rồi. Ừ. Tại vì con cũng như cha mẹ
Đúng. À, đã đủ tuổi vị thành niên cho nên là sẽ được tự do. Đúng rồi. Ừ. Rồi anh Lâm này, anh xem qua cái mạng xã hội nào mà anh biết đến mảnh ghép yêu thương của tụi em? Thì em cũng có thường xem đâu có khoảng chừng 10 bữa trở lại đây. Ừ. Thì em đã nhìn thấy cái... Anh chứ em gì? À. Em còn nhỏ tuổi hơn anh vậy. Thì anh đã nhìn thấy là mấy chú là lên cái chương trình này rất thích, nó hợp lý. Và những đến người nào đến tới đây phải là người thật, việc thật mới dám đến đây. Thì tôi cũng có cái khoản mà chấp nhận những cái quan điểm đó. Chứ cái dách bên ngoài thì nói chung ra cũng có người mà để dòm hỏi ý thương tôi. Nhưng mà tôi thấy là nó không có bắt đồng ý kiến. Đó. Lại tôi không có tin tưởng. Tôi tin tưởng với mấy chú tôi mới lên đây. Rồi, cảm ơn anh Lâm nhiều. Dạ. À, anh Lâm xem 10 ngày trở lại đây. Đúng. À, anh có cảm tình với cái chị hay là cái cô nào ở trên? Có cảm tình với cái cô Tiết đó rồi. Cô Tiết? Dạ. Cô Tiết ở đâu anh? Ở Tây Ninh á. Cô Tiết ở Tây Ninh. Dạ. Cô Tiết 50... 57 tuổi đó. 57 tuổi. Dạ, nhưng cái đó là... tuổi trong tuổi ngoài là cổ là 58 rồi đó. Cô Tiết phải cô nuôi yến không? À. Nhưng mà thấy cái cách cử chỉ của cổ đó, xin lỗi, tư cách của cổ đó nói chuyện là dịu dàng, hiền hậu, có đạo đức, nó biết là thương yêu, chăm sóc cho người chồng theo cái chương trình của nói. Nhưng mà vì có chỗ là nghèo hay giàu không thành vấn đề. Đó. Thì tôi cũng thích vào cái chỗ đó. Thì là yêu cầu mà người chấp nhận là thương yêu đối với cổ là điều quan trọng nhất. Đó. Thì tôi cũng chấp nhận như vậy. Có nghĩa là hôm nay anh đến với mảnh ghép yêu thương. Đúng. Anh muốn mảnh ghép yêu thương là kết nối cho anh với lại chị Tiết. Dạ đúng. À, tại vì anh xem kỹ cái video đó chưa? Dạ xem rồi. Ừ. Xem nhiều lần rồi ha? Xem nhiều lần luôn. À, thấy người là nụ cười có duyên. Nên quyết định. Quyết định. Đi lên đây liền. Lên đây liền. Từ An Phú anh lên đây lúc mấy giờ? Đi hồi lúc 5 giờ. 5 giờ sáng? Dạ. À, anh đi bằng xe gì? Đi xe của ông anh nuôi. Ông nói... em Út mày quá là sở thích rồi, thôi anh cũng đưa tiễn em Út đi cho tới bờ tới bến. Chở đi luôn. Chở đi luôn. Ừ. Tối có ngủ được không? Ngủ cũng được. Ngủ cũng được luôn hả? Ừ. Nằm mơ thấy cô Tiết hoài à. Sao kỳ vậy? Ừ. Bởi vì coi trong mạng đó thì thấy cổ vui vẻ rồi cứ nói chuyện. Tối ngủ cũng nằm mơ luôn. Nằm mơ thấy hoài. Chập chờn ngủ cũng được. Ừ. Sáng dậy TikTok đi liền luôn. Ừ, đi liền luôn. Trời ơi, rồi giờ có buồn ngủ không? Không. Không luôn. Ừ. Nôn nao tới mức độ đó luôn hả? Dạ đúng. Trời ơi, thấy thương ghê không? Ừ. Vì một hình bóng đâu đâu mà tự nhiên mất ngủ hả? Đi liền tức khắc. Đi liền. Rồi 30 công ruộng đó. Dạ. Mỗi một vụ vậy anh thu hoạch lãi được bao nhiêu? Có nghĩa ra là cái đó là em anh đó là trồng bắp không à, làm rẫy không chứ không có làm ruộng. Làm rẫy hả? Dạ, bắp không, 30 công. À, trồng ngô ha? Dạ, dạ đúng rồi. Trồng bắp. Như vậy là 30 công đó là thu hoạch rồi mình bỏ tiền chi phí rồi đó. Ừ. Là còn được khoảng chừng 100-120. Đó. Có nghĩa là anh muốn kết nối với chị Tiết, U57. Đúng rồi. Làm phụ bếp. Bây giờ đó là cái phụ bếp là nghe cổ nói rằng là cổ là cũng biết nấu ăn. Ừ. Là tôi quan điểm cái chuyện đó. Rồi có quan điểm thứ hai là tất nhiên là chị cũng biết làm mua bán nhỏ. Ừ. Thì về tới thì nói chung ra vợ chồng để tạo cái điều kiện ký nghĩa ra chị nói rằng cô nói rằng một câu là chồng mặn chút, vợ mặn chút. Đúng rồi. Ừ. Không, gương mặt của anh em thấy rất là hiền từ, rất là chân thật. Đúng. Gương mặt của anh cũng có cái gì đó cũng hợp hợp với chị Tiết. Thì em hy vọng là anh với chị Tiết có thể là một cặp rất là xứng đôi. Đúng. Để
nắm tay nhau. Đúng, đúng. Đi đến cái cuối con đường còn lại. Đúng. Không, anh nằm mơ nữa mà, nhưng mà em xem lại cái video của chị Tiết thì em thấy gương mặt của anh với chị Tiết nó có cái gì đó nó cũng rất là ok. Thì chương trình sẽ cố gắng giúp anh. Rồi, cảm ơn. Kết nối với lại chị Tiết. Dạ, dạ. Tắt, có thể tắt đi nha. Tắt, tắt. Rồi ngoài chị Tiết ra, thí dụ như mà nó không phải là duyên nợ đó. Đúng. Giờ chị Tiết chỉ không chấp nhận cái là đề nghị của anh. Đúng. Thì anh có mở rộng cửa ra để các chị khác có cơ hội. Còn không? Còn cô Út nữa. Hả? Cô Út. Cô Út hả? Cô Út Đồng Tháp à? Đồng Tháp. Cô Út thì hiện giờ đang có người. Em cũng nói thẳng luôn. Có người phải không? Có người đang trong giai đoạn tìm hiểu rồi. Nên thành ra cô Út bỏ qua đi. Đúng rồi. Nhưng bây mà giờ cô Tiết thì bây giờ sở thích là tìm ngay chân cô Tiết đó, chứ bây giờ mục đích là lên đây là tìm ngay cái mục đích đó đó. Đúng rồi. Cô Tiết thì tụi em sẽ cố gắng gửi cái đường link của này cho chị Tiết xem. Đúng. Và cũng kèm theo những cái lời nói tốt. Đúng. Để hy vọng ha. Nhưng mà nếu không kết nối được, ý em nói là không kết nối được, thì anh có mở rộng ra để đón những cái chị khác đến với cuộc đời anh? Thì là anh cũng mở rộng cho mấy chú. Thì bây giờ quyền của mấy chú để mà kết nối giùm cho anh. Hạnh phúc của anh mà tại sao... Hạnh phúc của anh, xin lỗi. Hạnh phúc của anh mà tại sao mà anh giao quyền cho em Út? Kết nối giùm cho em, cho anh. Kết nối cho anh ha. Kết nối cho anh một người. Kiểu như là anh muốn nhờ tụi em tìm giúp cho anh phải không? Đúng rồi, đúng, đúng. Rồi lỡ về không vui sao? Thì nói chung ra thì bây giờ trước hết mình tìm hiểu nhau đi. Đúng rồi, phải tìm hiểu. Đúng rồi. Nó có nghĩa là tụi em chỉ là một cái nhịp cầu nói thôi. Đúng. 60% là nó có thể là hoàn thành. Còn đúng. 40% cuộc sống của anh chị thì anh chị phải tự lo, tự tìm đúng, hiểu. Đúng, đúng, đúng rồi. Sau này đừng có đổ thừa. Không. Đổ thừa không? Không. Bây giờ nói chung ra dầu là trăm thì nhờ mà đục thì chịu. Nói vậy. Vụ này có bắp chưa? Chưa sàng tỉa. Chưa sàng tỉa hả? Dạ. Tỉa là mình hái đó hả? Không, mình trồng đó. Mới trồng á hả? Sửa sang trồng. Nước nay dưới còn lên không anh? Nghĩ giật còn cho đây. Xuống rồi hả? Dạ. Mùa này dưới cá nhiều dữ ha? Cá nhiều lắm. Vậy mà không chịu xách lên miếng. Tràng ơi, là tôi nói tính lên tới đây mà kết nối yêu thương với cái cô Tiết đó được rồi. Sao là cả như ốc với là cá là sẽ có người đem lại tới cho chú đào quạt luôn. Nguyên thùng luôn ha? Nguyên thùng luôn. Thôi nói giỡn chơi với anh. Không, nói sự thật. Không có, em đâu có ăn. Đồng ý. Nhưng mà em không có ăn. Ừ. Đó. Ghẹo anh chơi vậy thôi. Không, nhưng mà thật sự ra là anh là từ hồi nào từ hồi có mốt anh cho chừng vài trái bắp ăn được. Ok. Ừ. Đó. Vài trái bắp luộc là ăn ngon. Cho rồi để vô trong bao đó rồi bắt đầu về vẽ mượn con vẽ vài chữ đó gửi xe lên tới chỗ của chú luôn. Ừ, cái đó có lý. Bắp tôi khoái chứ mấy kia cũng khoái. Đó. Mấy kia mấy hàng kia nó khoái. Tôi ăn bắp. Chàng ơi, bắp thì thiếu gì bắp. Nói chung ra bắp nếp phải với anh trồng bắp nếp hay bắp Mỹ? Bắp bắp đỏ mình á. Bắp nếp cái gì? Không, bắp nếp là bắp trắng mình nấu ăn. Còn cái bắp kia người ta bẻ ra ta làm hộp ta đem đi nước ngoài. Cái gì? Bắp mà để xuất khẩu á hả? Dạ dạ. Là bắp xuất khẩu nó ra sao? Bắp màu vàng vàng hả? Màu đỏ đỏ đó. Màu đỏ đỏ hả? Dạ. Bắp đó luộc ăn ngon không? Ngon. Yêu cầu mà nó vừa ngay dần hộp là ăn mềm cũng như thể bắp đỏ mà bắp Mỹ vậy. Ngon dữ vậy hả? Dạ, nó y gan vậy. Đâu bữa nào tới mùa gửi lên vài trái rồi. Trời ơi, gửi một bao luôn. Gửi một bao luôn ha. Gửi một bao luôn. Bởi vì tôi quá thích chương trình này rồi. Uy tín nha. Uy tín. Ừ. Tôi chờ từ nào. Bây giờ nếu mà kết cho anh được với cái cô đó rồi là hai đứa cùng mang quả bắp lên tới đây luôn. Thí dụ không được rồi không có hả? Không được cũng có. Có vài trái chứ. Không có, bao luôn. Bao luôn hả? Dạ. Nghe ông kể bắp bắp nôn quá, bắp đỏ nôn chưa ăn bao giờ. Ngon không? Ngon. Ngọt không?
Ngọt. Ngọt ha. Ai biết đâu, tôi nghe ông kể tôi nôn chết. Giờ Tết mới có hả? Tết. Nói vô vụ Tết thôi hả? Dạ. Một vụ vậy 30 công anh thu hoạch khá không? Thì bỏ chi phí gầu hết là khoảng 100 ngoài. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Dạ. Một vụ mấy tháng? Một vụ nó nói chung ra nó 3 tháng 20 ngày. Mà bây giờ mình nó là cạp rồi độ mà xe kéo mình căng cái nọ thì nó vô 4 tháng. Ừ, 4 tháng. Dạ. Cũng được ha. Dạ. Tại như cũng ngon á. Dạ. Tháng quy ra tháng cũng hơn 20 rồi. Dạ. Ừ. Dạ hoài đừng có dạ em không thọ. Như bởi vậy thành thử ra là nghe cái chương trình cô Tiết nói nó thích hợp. Cô nói rằng là chồng làm một mớ, vợ làm một mớ. Nhưng mà về trên đó thì mình có trang bị sẵn cũng như thế là nghe cổ là nói sửa sẵn để đi mua xe mà để bắp bánh mì. Nhưng mà cái bánh mì đó nó không có lợi nhuận bao nhiêu. Về bán bắp mới ngon. Về bán bắp ngậu chỗ lên thu tiền. Cầm cái sổ ghi ghi là lục tiền. Lấy tiền. Ừ. Là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đó là coi là như vậy là cái nồi củ tiếu thôi. Ừ. Bị cổ biết nấu à. Ừ. Cái nồi củ tiếu. Cái nồi củ tiếu thôi là coi vậy là lấy phải là 700-800 ngàn cho đến triệu mỗi ngày. Ừ. Bán cho mấy nhân công đi bẻ bắp đó. Dạ trời ơi là nói chung ra miên Campuchia nó cũng qua đó nó ăn hi hi luôn. Ừ nó bẻ cho mình. Bởi vì là giữa thằng Khánh An với lại thằng Campuchia đó. Ừ. Nó giáp cạnh nhau gì là bà bên đây thì Khánh An là của đất Việt. À. Bà bên đây thì của đất Campuchia. Vậy là anh ở giáp ranh với Campuchia luôn. Dạ đúng. Khánh An An Phú đó. Là An Phú. Dạ đúng. Ở Tân Châu đi vô. À, Tân Châu là chạy lên Vĩnh Sương, còn cái đó chích bên sông Cái. Còn tôi ở bên chích sông Hậu. Bên sông Hậu là Khánh An là đi đường nào vô? Là Khánh An đó là coi như là xe từ Châu Đốc này chạy thẳng đi lên hoài lên đụng cái cổng chào của thằng khu chung cư. Đi qua cái cầu mới luôn phải không? Đúng rồi đó. Qua cái... cầu An Phú mới phải không? Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Là chạy thẳng lên tới Khánh An. Dạ dạ đi một đồi gác một cái một dễ tìm lắm. Rồi. Đi lại tới chỗ cái khu dân cư của Khánh An đó ha. Ừ. Móc số điện cho anh cũng được. Không vật giả là cô Tiết anh ơi ra rước em cái gì đó. Thì sẵn sàng là chạy ra thấy cái đường đó ta phơi khô sặc bổi nhiều lắm. Nhiều lắm, cá lóc đầm là nói chung ra nó ngon cực kỳ lắm chú ơi. Sao không đem lên? Bị gì trong lúc đó quá gấp à. Quá gấp. Nôn quá nôn gấp. Nôn quên phải không? Quên hết vậy. Lần sau nhớ đừng quên nha. kêu cô Tiết nhắc giùm cho anh. Kêu chị Tiết nhắc ha. Dạ dạ. Phải đem lên tặng chị chứ. Tôi cái sẵn sàng rồi. Chẳng hết rồi hả? Chẳng bị sẵn rồi. Mà quên. Không, bà kia là quên. Quên. Nó vậy. Nhưng mà mốt có chị Tiết là không quên ha. Không quên. Bởi vì có em bên cạnh rồi nhắc hoài. Ông quên là tôi đuổi ông về luôn. Rồi nói giỡn chứ anh em mình nãy giờ trò chuyện cũng vui ha. Anh dạ. Vui không? Vui. Có rung không? Không. Bình thường anh em. Đúng rồi. Bởi vì mình người thanh niên phải dạng mạnh lên. Đúng rồi. Nó lỡ tới đây kết nối yêu thương để cho các anh em khác là giống như mình sẽ mạnh dạng lên tới đây. Đó. Rồi. Vậy với coi anh nào chị nào mà ở không á. Kêu hết lên đây. Ok. Gặp okay. Minh Hoàng là giúp cho. Ok. Bởi vậy cho nên rằng là em thì thật sự nói với chú Hoàng. Mình tới đây là người thật, việc thật. Đúng rồi. Nha. Nó coi như vậy là cái một vụ á thì tới mùa mình mới đi là xuống giống để mình trồng bắp trong này một kia nọ. Là coi như năm ba vụ đi. Không, năm nó có hai vụ à. Năm hai vụ à. Bởi vì đất nó thấp. Nhưng mà vì có cái chỗ rằng là đi làm là từ thiện thêm. Đi làm từ thiện đó hả? Dạ, đi bởi vì anh đã có biết qua cái chương trình là Thợ Mộc. Ừ. Thì là cái đội từ thiện của ta khoảng mấy người 20 người vậy đó. Có nghĩa ra là cái số nào bà con nào mà ta nghèo khổ, người ta không có nhà, người ta xin qua từ thiện. Thì từ thiện mới tản ra. Một người đi động viên là khúc này người dân khúc kia. Xin đất ha. Xin tiền á. Xin tiền rồi. Dạ, xin tiền thôi. Xin tiền để mua thiết về lập thôi, còn cây là bên từ thiện ta lo hết. Cây là bên từ thiện có sẵn hết. Dạ đúng. Đó, thì thành thử ra là cắt khoảng từ hôm mà tháng 6 tới giờ đó. Có khoảng chừng chục cái nhà rồi. Chục cái nhà luôn. Cắt rồi. Đó. Nhìn gương mặt anh rất là phúc hậu, rất là hiền từ đó. Luôn. Đó. Mà dưới tháng có ăn chay mấy ngày? Nói chung ra anh là không có ăn chay. Đúng rồi, nhưng mà tâm mình tốt. Đúng.
Bởi vì người ta nói gần một câu á, cái tâm mình thật đi, cái lòng mình thật đi, đúng rồi, là nó tốt hơn cái nghiệp mà mình đi ăn chay. Đúng rồi, nó tốt hơn. Nó vậy. Nhưng mà về chắc cô Tiết nói gần câu tháng ăn 10 ngày chắc tôi ăn ké theo cổ quá. Thì chắc cũng phải chịu chứ thương vợ quá thương rồi. Ừ chứ nằm mơ luôn mà. Nằm mơ luôn thấy luôn. Ừ chứ không chịu là bỏ đi rồi. Bỏ vậy mà nhưng mà có chỗ là nói với chú Hoàng chứ nếu mà cô Tiết mà chỉ nhảy mũi thôi là có anh hồng. Có anh tới đó là ẩm bầm đi lo. Ừ. Ghê vậy luôn hả? Ừ, ẩm bầm đi lo luôn. Nói sự thật luôn. Đó. Chiều này mà chị Tiết mà chị nghe cái mà đó. Tôi nói thiệt mà chị không chịu tới nữa thôi để cho chị khác vớt cái là uổng lắm đó nha. 30 công bắp. Đúng rồi. Ừ, về chỉ cầm sổ ghi thôi. Đúng rồi. Ngồi dưới trong cái vụ chứ đâu có ngồi ngoài ruộng đâu. Đúng rồi. Ừ. Không, bắp kéo về tới nhà luôn. Tới nhà luôn. Tới nhà luôn, ngồi ở trong sàn ghi thoải mái. Vậy là trắng tinh khôi luôn. Ừ. Không cần phải chịu nắng. Mới đã thương cô Tiết rồi đâu có tô Tiết ngồi ở ngoài mà để ghi. Ừ. Đen người yêu của tôi đâu có chịu. Thiệt không? Thiệt. Chắc ăn không? Chắc ăn luôn. Ở đây nói hay mốt không về... tôi nói mà mơ chiều mà thí dụ mà cô Tiết mà ở ngoài nắng á phải không, tụi tôi xuống dưới luôn ha. Không, em ơi đâu, em điện về rồi chú Hoàng coi sao mà anh bắt anh ngồi bắt em ngồi ngoài nắng. Ừ, tụi tôi xuống dưới mà. Ừ. Xuống. Ủa? Nhà chi xuống nhà ông đúng luôn. Rồi. Ừ, nó gì giờ nói giỡn chứ vui. Đúng rồi, anh em mình nói chuyện vui cởi mở đặng. Dạ, anh cũng sở thích vui. Ừ. Đó, vui cái chỗ nào mà nó... vô một vụ bắp vậy cái hai ông bà bắt đầu suy nghĩ. Đúng rồi, đi Đà Lạt em ơi. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà vừa có một cái nữa là mình muốn cho vợ nó có cái là tập thể dục. À, là rồi. Tất nhiên là gì, sắm máy về luôn không, là cái sắm máy từ từ sắm. Nhưng mà vừa có một cái chỗ là kêu vợ anh đi chợ anh mua đồ. Ừ. Anh cũng biết nấu nữa mà nấu ít, biết ít ít thôi chứ không biết nhiều, nhưng mà em đã biết nấu nhiều thì tất nhiên là anh với em còn hợp tác với nhau để cùng chia sẻ với nhau. Đúng tiếp rồi, đàm với em à, chở em đi chợ em mua đồ đó, rồi về đó em nấu nào cũng tiếu đi, em ngầu tại chỗ em bán anh chạy bàn đó. Bởi vì mình chưa tới vụ. Ờ, chưa tới vụ à, tiếp kiếm, với vợ kiếm thêm là tất nhiên ra em là cứ lấy tiền đó dành riêng của em, anh ra công tiếp cho em. Hai vụ vô 200 mấy rồi xài. Đúng rồi. Năm sau hết. Đúng rồi. Nhưng mà nữa, ăn uống nhưng nhiều. Mà thật lòng mà để mà nói với chú Hoàng là nằm mơ thấy cô Tiết thật sự luôn. Là mơ có nghĩa ra là bắt cái máy lên nó chỉ chừng ra hết pin thôi chứ không. Còn pin là để hoài đó. Em tin anh mà, tự vì nhìn anh đúng là một anh nông dân chân chất thật sự. Đúng, đúng. Mà nhưng mà vì có chỗ là bây giờ mình là làm giấy có công làm được. Bởi vì trước kia mình có công. Mình đi giao liên. Nhưng mà vì có chỗ là mình mới có 12 tuổi à. Ừ. Mấy ông không nhận. Thành thử ra mấy ông nói 13 tuổi á mới nhận. Thành thử ra nó quắc hết tuổi. Ừ, không. Ừ. Sao, cái đó bình thường. Đúng rồi. Thì nhưng mà vì có chỗ á, hồi xưa đó là anh ở trong đồng. Đó, đi tác chiến mà nhưng mà không phải đi ra trận, không phải. Đi tác chiến là gì? Giao liên mà. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Giao đúng rồi đó. Sao chú Hoàng hay vậy trời? Sao thấy vậy? Thì bây giờ nè, anh Lâm anh có nhậu không? Nói chung ra là từ đó giờ không có nhậu chút không à. Dốt rồi ha. Dạ, nó đám giỗ là bia đó nửa lon là cả như rồi đó, là bắt đầu đi kiếm chỗ nằm rồi đó. Không bao giờ là để cho em Út ở đây tự nhiên chơi thoải mái, anh đi kiếm chỗ anh nằm rồi đó. Rồi. Nó vậy đó. Thôi. Một người như anh vậy kiếm đâu nữa. Nó rất là ok rồi. Đúng rồi. À, chị Tiết mà chị xem được video này thì chị nhanh chân lên. Một người nằm ngủ cũng thấy chị trong mơ. Đúng rồi. Ừ. Cổ cũng có thường nói đó. Có kêu tên không? Có, kêu luôn. Kêu luôn hả? Ừ, nói em ơi là ghét lên là gặp anh hả? À, gặp anh đi. À, gặp anh đi. Để thâu chảy người khác gặp anh này anh uổng cho em đó. Nhưng mà lần sau thí dụ như mà chị Tiết mà chị thấy được cái video này, lần sau mình phải đi chiếc xe gì lên chứ, đi chiếc xe này sao trở về? Hả? Rồi sao mình đi xe lớn? 4 bánh. Ủa? Đi 4 bánh lên mà chở về có máy lạnh rồi chứ đi xe gắn máy này chở 2, chở 3 đâu được. Bà già trước hết đặt cái câu giả sử thí dụ mà cổ lên. Ừ. Lên nói cái chương trình là cổ đồng ý rồi. Ừ. Thì anh lên tới đây để gặp trao đổi với cổ. Ừ. Nhưng mà trước hết bây giờ phải là cái này là anh nói sự thật. Bởi vì anh đã từng tuổi này rồi, anh không còn ham muốn là vào cái con đường mà kia nữa. Ừ. Nhưng mà vì có chỗ là để mà đến nhà của cô Tiết.
để tìm hiểu với cô Tiết, rồi tìm nhà của cô Tiết coi như thế nào. Đúng rồi. Rồi bắt đầu quay ngang là anh mới rước cô Tiết, anh lên anh rước luôn. Mời xuống. Về dưới để xem nhà cửa của anh. Đúng rồi. Đó, đâu bên cho nó là tốt đẹp hơn. Đúng rồi. Nó vậy. Cũng phải tìm hiểu chứ. Đúng rồi. Phải nói chung ra dầu mà tìm hiểu hai đứa dầu ngủ chung luôn. Anh đã nói con cậu ngủ chung luôn. Nhưng mà chỉ là bằng lời nói thôi, không anh không có động gì với cô Tiết hết. Bởi vì mà nó thành thật rồi. Cái chuyện đó tôi nói với chú Hoàng đó. Thí dụ bây giờ tháng này không có thì tháng sau cũng phải có. Mà dầu dàng gì mình làm trong cái buổi tiệc hôm nay mình làm duy trì để rồi. Trò chuyện để cho cô Tiết tìm hiểu mình nhiều hơn nữa. Đó, tìm hiểu mình nhiều hơn nữa. Nhưng mà đối giữa anh với em ngủ chung, nhưng mà vì có chỗ là anh sẽ bài một cái chuyện cái trò chuyện ra để nói cho em hết, biết hết cái sự việc đó. À, cái hoàn cảnh của anh là như thế nào, rồi hoàn cảnh của em như thế nào. Đúng rồi. Từ cháu nó cũng nhựt thì đó, nó vậy cháu nó chứ từ... Anh thì có cái chỗ rằng là nghe cái chương trình nó cũng rất nhiều, mà chương trình khác chứ không phải chương trình này. Nói cái chuyện đó, đem cái chuyện đó đi ra từ đây đi nói gì chi vậy, nó mất cái phẩm chất người thanh niên hết trơn ơi. Rồi giờ anh lên hôm nay anh trực tiếp tiếp xúc với mảnh ghép yêu thương của tụi em, là anh thấy tụi em làm việc sao? Không, tốt đẹp luôn. Tốt đẹp chỗ nào đâu? Thì tốt đẹp từ đến giờ thì anh cũng đã chờ chú cũng đã nói rồi. Nó nói cái sự việc là của anh như vậy. Vậy là tốt đẹp thì sao? Không, tốt đẹp rồi. Từ khi nãy anh hứa cho tôi mấy trái bắp đó. Tôi đã đồng ý rồi, cái chuyện đó không quên. Không phải, tự vì nhiều khi nãy anh hứa cho em mấy trái bắp. Đúng. Nhiều khi em vuốt theo anh sao? Không, không được. Giọt bây giờ mà chờ chú mà không nói. Nhưng mà anh ở đây lát nữa anh cũng sẵn sàng à. Bởi vì lòng của anh nó thành thật là anh phải đưa ra như vậy. Đúng rồi. Thì như vậy. Anh thành thật thì em phải nói thành thật thôi. Đúng rồi. Đâu có gì là dối gian đâu. Đúng mà rồi. Phải bắt bẻ người ta. Đúng rồi. Đó. Đảm bảo đời sống cho chị Tiết. Đúng rồi. Ok. Lo cho cô Tiết là hàng đầu luôn. Đó. Rồi. Thôi bây giờ nãy giờ anh em mình trò chuyện cũng vui vẻ rồi ha. Cũng dài rồi. Đúng, đúng. Bây giờ rút lại là tụi em... Khi video này đăng lên, tụi em sẽ lấy đường link này gửi cho chị Tiết xem. Đúng. Và kèm theo lời nói tốt đẹp cho anh ha. Dạ. Rồi cũng rất mong anh với chị sẽ có tướng phu thê cùng nhau nắm tay để mình làm tròn cái trách nhiệm ở cái cuối cuộc đời còn lại. Dạ. Rồi cảm ơn. Cũng chúc anh sớm ngày đạt được như cái sở nguyện. Và cũng chân thành cảm ơn anh đã không ngại đường xá xa xôi. Dạ, đúng. Đêm thức ngủ nữa. Dạ đúng. Để đến với chương trình. Đúng. Chương trình cũng rất là cảm động. Cảm ơn anh Lâm nhiều nha. Dạ. Rồi chúc anh và gia đình cũng được nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi bây giờ anh chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc. Dạ. Xin chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Thì cái buổi lại đến tới chương trình trò chuyện thì là anh cũng rất cảm ơn là với mấy chú. Có một cái lời là chân thật nói lên thì anh cũng rất cảm ơn. Là chiếc này về vui không? Vui. Lên đây là hết mệt rồi không? Hết mệt rồi đó, mà nhưng có thể là về đêm nay nằm ngủ thấy nữa đó. Về nằm ngủ thấy nữa. Thấy nữa đó. Thấy trước mặt không à? Thấy ai? Thấy cô Tiết á. À, thấy nữa à? Thấy nữa đó. Thấy hoài vậy. Ừ. Nó quên ăn luôn hả? Quên ăn luôn. Đừng quên ăn, quên ăn. Vậy chứ tôi hỏi chú Hoàng chứ nằm xuống giường thu xỉu nhắm mắt là thấy cô Tiết đi quay lại trước mặt hoài. Một người đàn ông rất là si tình. Rồi thôi cảm ơn anh Lâm nhiều nha. Dạ. Rồi trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc cho quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.